Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con Xiaomi Mi 10S các bác nhé. Thì cái con này cái lò ngoài nó rất là to và rất là cảm giác là rất là ấm. Thì nay sẽ thử tháo ra xem là cái cấu tạo của cái lò ngoài của con này nó như nào mà nó có thể tạo được cái âm thanh như vậy. Rồi. Thì tháo này thì cũng dễ thôi các bác. Thì các bác có thể dùng cái nước tách hoặc là các bác khò cái khung gỗ gần khung viền này này khó ra để cho nó nóng, để nó khó ra. Thì em đang có cái máy khò đây để em khò nhé, khò một chút thôi là ra thôi. Ra cái này là em cảm giác như cái con này là cái con mà đã được tháo ra rồi các bác, tại vì cái con này nó là em mua lại của người dùng mà, thì cảm giác như là đã được tháo ra rồi thì phải, thấy khá là dễ tháo đây. Còn dính tí chỗ cái cụm camera này thôi, thì em nghĩ là phải dùng cái nước tách. Lượng nó ra luôn đấy, đúng rồi, dính tốt. Để em tắt cái máy khò của em đi đã nhé. Ok các bác, thì đây em đã vừa tách nó ra rồi đây. Thì thực ra là như em quan sát ấy, thì là cái con này đã được tháo ra trước đây rồi. Đấy, tại vì cái mấy cái à không, cái tem này như còn này. Cái tem mi này em thấy là còn, không biết có phải đâu. À đúng rồi, còn này các bác. Chỗ này còn này. Vì tháo ra cái tem này thì mất này, cái tem này thì mất. Rồi kệ đây, chả quan tâm. Cái tem trên này còn các bạn nhé, thì chứng tỏ là có thể là chưa tháo ra đâu. Nhưng mà thôi em cứ tháo hết ra. Thực ra đây đây là cái lần đầu em tháo cái con này các bạn. Em cũng chưa có kinh nghiệm về tháo cái con này cả. Nhưng mà thôi kệ nó đi, cứ tháo ra rồi biết. Xem cái con này nó cấu tạo như thế nào mà các bác. Em đang thấy là mấy con ốc dọc này em tháo ra là nó đều có cái chiều dài như nhau, thì là anh nghĩ là cũng chưa thấy có gì đặc biệt về cái chiều dài của mấy con ốc này. Ồ, tự nhiên có một cái miếng giờ hơi một mình nó nằm ở đây, chả hiểu để làm cái gì. Đây các bạn này, đây ở đây có một cái miếng bé xíu này, đây nó nằm ở chỗ này, chắn mỗi cái giắc anten này thôi, chả biết có tác dụng gì thôi. À đây có một con ốc bé này, con ốc này là ốc ngắn nha, riêng thì nó ở trên chỗ cụm camera. Đây ốc camera là ốc ngắn nha, để bóc được không. À đây còn con nữa, ôi không nó tháo được, thôi camera để sau đi. Tạm biệt.
tháo hết cái này đã. Con này như đã được tháo rồi các bác. Con ốc nào được không? À đây. Thế cậy mãi. Nó khá là củ chuối. Lật lại lên, lật cái này lên. Đây có một mớ ốc trong này nữa. À, cũng dài như vậy. Cậy mãi. Rồi ok. Đó các bác thì như cái này em thấy này, nhăn nhúm rồi này, thì em nghĩ là đã được tháo ra rồi chứ không phải là zin nữa, không là cơ kệ đâu, mình mua của người dùng thôi mà. Tháo ra lần này để cũng tôi tháo luôn cục pin này. Rồi đây là pin của nó này, tháo luôn cái giắc pin này. Còn cái giắc nào nữa không? Đây. Oh. Tiện vệ sinh luôn cái loa các bạn. Ồ, cái loa này nó cũng khá là bé thôi nhé, khá là bé chứ không lớn cho lắm. Để em lấy cái loa của con V60 để em so sánh như thế nào nào. Loa V60 bắt đầu đúng không? Ây chà. Đây. Đây các bác. Đây là cái loa dưới. Đây cái loa dưới của con V60. Và đây cũng là cái loa dưới của con Mi 10S. Thì nếu như mà so về cái kích thước, kể cái khoang chứa của con loa này này, thì cái khoang chứa con V60 nó còn to hơn này các bác. Thấy không? Đấy, cái khoang chứa nó còn to hơn này. Khoang chứa nó còn bé hơn nhé. Em xem cái loa trên nữa đây. Còn cái ốc nào nữa không? Chắc là hết rồi. Tạm thời cứ tháo cái sim này ra. À con này nào, là hai sim vật lý các bác nhé. Đó. Hai sim vật lý. Con này em sẽ tháo cái nắp camera ra trước này. Đây này. Đó. Đây. Đây là mấy cái ốc ở cái cụm loa, à cụm camera này. Chỗ này sẽ tháo được không nhỉ? Hình như tháo được. Ok đi, đó là trước này. Ok. À không cần tháo cái này. Đấy, giờ tháo ra luôn được này. Đây. Thì đây là cái cụm loa trên. Cụm loa trên của cái con Mi 10S. Thì đây các bác. Các bác cũng có thể là thể thấy là cái cụm loa trên. Đây là cụm loa trên của con V60 này. Đó nó cũng con Mi 10S nó sẽ to hơn một chút cái cụm loa trên ấy, đấy, to hơn con V60 một chút. Và nếu như mà so sánh với cái cụm loa dưới đây. Hai cái cụm này là bằng nhau các bạn. Hai cụm này bằng nhau. Cái này nó bọc được bằng lớp nhựa nữa thôi, nhưng mà em nghĩ là thấy nó là bằng nhau. Và cái cấu tạo của nó cũng như nhau này, cái bằng loa. Thì em nghĩ là hai con này nó như nhau, và em nghĩ là cái loa của hai con này nó sẽ, em nghĩ là nó sẽ là cân bằng. Rồi ok, còn cái gì nữa, tháo nốt này, tháo được thì tháo nữa. Đây là cụm camera, các bác thấy đây, cái cụm camera rất là to, cụm camera rất to này, chống rung này. Đó. Con này em nhớ không nhầm là cái cảm biến nó 1 inch thì phải. Cái này tháo như nào nhỉ?
Em tháo, em ngâm kia, em tháo luôn cái mane này xem thế nào nào. Để xem là cái mane này nó có cái zin không ấy các bác. Em cũng không biết tháo từ đầu luôn. Thôi kệ, cứ mò mò tháo dần dần là ra thôi. Đây này, camera trước này, tháo dần dần thì nó cũng phải ra thôi các bác. Nó ăn với cái cụm này nhá, cái cụm camera này nó sẽ ăn cái dây này này, à cái rắc này nó sẽ ăn bên dưới, cho nên các bác mà giật ra thì nó đứt luôn đấy, cho nên phải tháo từ từ thôi. Cụm này ăn đi đâu? Chưa biết. Ai chả. Đây có một cụm này ăn đi đâu đây? Và cụm tản nhiệt cho nó các bạn. Tản nhiệt cho cái CPU bên dưới này. Nhấc nhấc cả luôn. Ồ, chẳng nhẽ này không thể tháo được mày ra. Đây là vô lý đấy. Sim tháo rồi, không còn cái ốc nào nữa không? Đây nha, cục rung này. Khá là khó tháo các bạn. Nó còn thiếu cái chỗ nào để tháo nó không nào? À cái này tháo dễ. Thế từ nãy giờ không tháo được. Được rồi. Ồ, tháo từ đâu nhỉ? Thêm cái cáp nữa này. Cáp này các cáp màn hình. Đây còn một cái cáp nữa. Đó. Khá là nhiều cáp của cái con này. Em xem còn cái cáp nào nữa không nào. Không vào được luôn. Không ra được luôn. Chắc phải ngâm cứu lại tháo này ra, không nhớ không may nó hỏng cái gì các bạn. Ở các bác chờ một tí nhé, để em xem là anh em tháo khác tháo như nào. Rồi tiếp tục anh em ạ, thì em có vừa tham khảo cái clip của anh em khác mở, thì đúng là cái main của con này là anh em cũng khá là rén. Nếu anh em nào quen cái dòng này thì không nói, nhưng mà anh em nào mới mở lần đầu như em này thì chắc chắn là cũng sẽ hơi bỡ ngỡ và có những cái chỗ nó cứng cứng ấy, là sợ sợ sẽ đứt này đứt kia ấy. Thì riêng cái chỗ này nhé, các bác sẽ
có thể lật được hẳn cái này lên, chú ý là lật vừa vừa thôi, sợ là lật quá nó gãy cái cáp này. Nhiều trong này sẽ có hai cái cáp thì các bác nhấc hai cái cáp căng ra rồi đó. Và ở chỗ này, ở chỗ này nó có một cái con ốc nữa nhá. Đấy, lúc nãy em thấy cứng cứng tại vì cái này nó che đi mất cơ, mà nó che đi mất là không thấy con ốc này đó. Thì sau khi đó thì em sẽ đưa cái nhíp vào chỗ này, em cậy nó lên. Lúc nãy em thử cậy rồi, nó cậy nó bung lên rồi. Đấy. Đó, cậy cái này lên là được. À, thì cái này nó đang còn cái đi theo cái cụm cam trước này, các bác cũng phải cậy cam trước ra. Ok. Cái này không có cái rắc gì sao các, để tí em thử tháo xem có cái rắc gì không. Rồi, ok các bác, ra rồi. Bỏ cái cụm cam ra không có rơi mất. Cam này khá rắc rối này, nhiều cáp thế. Mỗi cái cam này một là một cáp này. Cáp này một cáp, cáp này một cáp, cáp này cáp, là bốn cái cáp của cái cam này, hơi phức tạp. Ta nghĩ cho thành một cái cáp của chung cho tất cả thì hợp lý hơn. À đây. Thì đây nó có một cái cáp của cái cam trước nữa này. Thì cái này nếu như các bác không tháo cái này ra thì cũng không tháo được cái rắc này. Cái này thì cũng có cáp nhưng mà tháo được nhé, thôi cứ để thế đi, chả sao cả. Đó. Được cái là con này main này còn zin các bạn, là các thứ siêu tản nhiệt các thứ còn hết. Cái này chắc là cái miếng quy tím này nó vẫn chưa bị đổi màu. Đó. Ok các bác, thì mình con này còn ngon các bác nhé. Rồi. Đây phát nào. Rồi ok, thì đây các bác, keo tản nhiệt các thứ vẫn còn ngon nha các bác nhé. Đấy, thấy nó còn ngon này. Đây là cái cáp gì đây? À, đây như cáp vân tay thì các bác. Đây cáp màn nữa này. Đây là cái cục rung này. Đó. Thì cái này em nghĩ là cái shop này đã mở ra và dán tem vào cái cục pin này rồi. Đã dùng cái cục pin daily này rồi, DG này rồi. Đấy. Con này là 4780 các bác nhé, 4780. Đây. 4780 này. Đó. Ok. Nói chung là tháo đây thì cũng chả còn gì để tháo nữa đâu các bác. Còn gì nữa đâu. Cả tháo cục pin này thì không cần thiết tại vì cục pin này còn rất là ngon này. Em thấy cục pin này là khá là dài và khá là dày các bác. Thì như anh em dùng con này thì đánh giá cái pin này cũng rất là ngon. Đó, gần 8 gần gần 5.000 thôi nhưng mà rất là ngon. Rồi ok các bác. Là cũng chả còn gì để tháo nữa đâu. Còn cái việc lắp vào thì dễ rồi, lắp vào thì các bác lần lượt lắp ngược lại thôi chứ không có gì cả. Rồi ok. À, chào các bác nhé.